Gia Cát Lượng được người đời sau nhắc tới như một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhưng mà đồng thời cũng là một thầy phong thủy, tướng số, có khả năng hồ phong hoán vũ, nhìn sao đoán mệnh, dự báo tương lai. Vì vậy, Gia Cát Lượng đương nhiên rất là chỉn chu với chính cái chết của mình. Người ta đã đồn đại đủ chuyện thần bí về cái chết của vị quân sư họ Gia Cát. Vậy đâu là những bí ẩn đáng sợ nhất? Ngôi mộ thật sự của Gia Cát Lượng nằm ở đâu? Người Trung Quốc có câu, Gia Cát chết vẫn đuổi được Trọng Đạt sống, ý nghĩa là như thế nào? Hãy cùng đến với một chủ đề vô cùng hấp dẫn cùng với Taka Channel. Và trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn like và subscribe Taka ngay lập tức nhé. Những bí ẩn đằng sau cái chết của Gia Cát Lượng. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu bí ẩn về việc Gia Cát Lượng chọn núi Định Quân làm nơi chôn cất. Gia Cát Lượng được người đời sau nhắc tới như một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhưng mà đồng thời cũng là một thầy phong thủy, tướng số, có khả năng hồ phong hoán vũ, nhìn sao đoán mệnh, dự báo tương lai. Vì vậy, Gia Cát Lượng đương nhiên cũng rất là chỉn chu với việc chọn nơi chôn cất cho chính mình. Theo di nguyện của Gia Cát Lượng, sau khi chết nơi đặt mộ của mình sẽ là núi Định Quân. Nếu mà bạn nào còn chưa biết về ngọn núi này, Taka sẽ giới thiệu qua một chút về ngọn núi chôn cất bậc thầy Gia Cát Lượng. Núi Định Quân này nằm ở phía nam huyện Miễn, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Nó là một nhánh đâm theo hướng tây bắc của dãy hệ Mị Thương. Vì trên đỉnh núi rất là bằng phẳng, có thể đóng được cả vạn quân nên mới có tên gọi là núi Định Quân. Một truyền thuyết khác thì nói rằng khi mà Gia Cát Lượng dẫn quân Bắc phạt đã dùng ngọn núi này làm nơi tập bát trận đồ, luyện tập binh lính nên mới có tên gọi là núi Định Quân. Vì sao mà Gia Cát Lượng lại chọn núi Định Quân mà không chọn chôn cất ngay tại nơi chôn Giao Cát Rốn hoặc mang hẳn về kinh đô nước Thục? Anh em nào biết hay là đoán được thì hãy thử tài phán đoán bằng cách comment xuống phía bên dưới nhé. Thực tế thì người ta đã đưa ra nhiều giải thích khác nhau. Nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng mà vẫn chưa có ai thắng. Người ta nói Gia Cát Lượng chọn núi Định Quân là vì quan niệm khi sống thì quản lý nước Thục, khi chết thì bảo vệ cho nước Thục. Một thuyết khác lại nói rằng do việc Bắc phạt thất bại nên Gia Cát Lượng không muốn đưa xác mình về chôn ở kinh đô, sợ bị Lưu Thiên trả thù. Tuy nhiên có lẽ nguyên nhân thuyết phục nhất vẫn là Gia Cát Lượng đã tính toán rất là kỹ về phong thủy khi lựa chọn ngọn núi Định Quân. Vậy thì phong thủy ở đây có gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu tiếp về mình. Địa hình núi Định Quân vô cùng phức tạp, các sườn núi uốn lượn nhấp nhô được coi là một nơi cực tốt để mặt phong thủy. Tuy nhiên ngọn núi Định Quân thì quá là lớn. Vậy nếu như chỉ nói rằng chôn cất ở núi Định Quân thì các tướng lĩnh biết chôn cất Gia Cát Lượng ở đâu? Người ta nói rằng chuyện này cũng được Gia Cát Lượng tính toán rất là kỹ rồi. 2. Phong thủy kỳ bí. Theo ghi chép thì trước khi chết, nói về việc lo hậu sự của mình, Gia Cát Lượng nói các tướng sĩ: sau khi mình chết thì đem bỏ xác vào quan tài, lấy dây thừng buộc lại, rồi cho quân sĩ khiêng theo đoàn quân rút về Hán Trung. Dây thừng đứt ở đâu thì lấy nơi đó làm mộ. Cái ông Gia Cát này phán đoán như thần đấy các bạn nhờ. Cái gì ông cũng đoán được, ngay cả cái việc chôn cất của mình. Truyền thuyết thì kể lại rằng quân sĩ y theo lời dặn của Gia Cát Lượng, buộc dây thừng vào quan tài, rồi khiêng theo đoàn quân rút lui về phía Hán Trung. Cứ khiêng đi như vậy một thời gian rất là lâu, nhưng mà dây thì vẫn không đứt. Tuy nhiên khi tới núi Định Quân thì đột nhiên sợi dây thừng rất là chắc chắn bỗng dừng đứt bật ra, quan tài thì rơi xuống đất. Quân sĩ vội đặt quan tài xuống rồi lấy xẻng để đào huyệt hạ quan tài. Nhưng mà khi binh lính vừa tản ra thì tại nơi đặt quan tài bỗng sụp xuống, vừa khít và lấp trọn quan tài của Gia Cát Lượng. Nghe ly kỳ quá đi mà. Có thể là nhiều bạn chưa biết, thời kỳ Tam Quốc là thời kỳ mộ tặc cực kỳ lộng hành. Vì vậy ngoài việc chọn phong thủy cho ngôi mộ, việc đầu tiên cần nghiên cứu đối với nhà phong thủy chính là làm cách nào để chống lại bọn mộ tặc này. Gia Cát Lượng khi chọn mộ cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị Tư Mã Ý hoặc là những người đời sau đào và cướp mộ. Vì vậy yêu cầu tướng lĩnh dưới quyền không chôn nếu vật tùy táng, mộ huyệt cũng không cần đào lớn, chỉ vừa đủ để đặt quan tài là được. Khu vực đặt mộ cũng không cần xây kín, cũng không trồng cây đánh dấu hay làm bất cứ thứ gì có thể bị phát hiện. Tuy nhiên là những người đời sau để tưởng nhớ công đức của Gia Cát Vũ Hầu đã quyết định xây dựng khu mộ cho ông, lại còn trồng cây để ghi nhớ vị trí đặt mộ. Tuy nhiên là khi quyết định làm điều này, họ không tính đến việc giúp ngôi mộ chống lại bọn mộ tặc. Nổi tiếng quá cũng có cái khổ đúng không anh em? Đến lúc chết rồi vẫn còn nơm nớp lo sợ bị trộm mất thi thể. Để giải quyết vấn đề khiến họ nơm nớp lo sợ kia, họ đã xây dựng rất nhiều ngôi mộ giả xung quanh ngôi mộ thật. Ngôi mộ mà ngày nay người ta vẫn gọi là mộ thật của Gia Cát Vũ Hầu, thực tế thì không phải là mộ thật. Nhiều người cho rằng ngôi mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ mộ Vũ Hầu mới chính là mộ thật. Ngôi mộ bí ẩn. Vì vậy mà người Trung Quốc đến nay vẫn còn lưu truyền câu tục ngữ:
mộ thật thì không thật, mà mộ giả thì lại không giả. Đúng là chẳng biết đâu mà lần, thật giả lẫn lộn. Ngôi mộ có tên là mộ Vũ Hầu được đặt ở góc tây bắc của núi Định Quân, diện tích lên tới hơn 300 mẫu. Trên thực tế, nhiều chuyên gia lại cho rằng ngay cả ngôi mộ có tên là mộ Vũ Hầu này thực ra cũng không phải là thực. Ngôi mộ này được coi là ngôi thật của Gia Cát Lượng chỉ mới bắt đầu từ năm 1799, do đô đốc tỉnh Thiểm Tây là Tùng Quân khẳng định dựa trên những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian địa phương thời đó. Vì vậy có thể nói rằng cũng giống như Tào Tháo, cho tới nay người ta vẫn chưa thể nào xác định được mộ thật của Gia Cát Lượng nằm ở đâu. Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo sau khi mất. Vào năm Kiến Hưng thứ 12 nhà Thục Hán, tức là năm 234, Gia Cát Lượng dẫn quân Bắc phạt đóng quân ở Ngũ Trượng Nguyên. Đó là thời điểm vào giữa mùa hạ, trời thì nóng bức, chiến cuộc lại không có nhiều tiến triển, khiến Gia Cát Lượng rất lo lắng ưu phiền. Và chẳng bao lâu sau, cơ thể suy kiệt nhanh chóng, cuối cùng trở thành bệnh, nằm liệt giường trong doanh trại, khiến Gia Cát Lượng phải dâng sao giải hạn để thay đổi số mệnh. Nhưng mà Ngụy Diên vô tình đạp tắt ngọn minh đăng, khiến cho việc dâng sao giải hạn mượn tuổi trời của Gia Cát Lượng bất thành. Cuối cùng ông mất ở Gò Ngũ Trượng. Cái này thì không biết là nên trách Ngụy Diên hay là số trời đây. Gia Cát Lượng là thừa tướng nước Thục, cả đời cuối cùng tận tụy. Thậm chí khi biết bản thân không thể nào sống lâu được nữa, ông đã viết lại bình thư, kế sách, dặn dò di ngôn, chỉ vì muốn quân Thục có thể an toàn, bảo trì lực lượng. Trước khi mà qua đời, Gia Cát Lượng viết tờ di biểu dâng lên hậu chủ. Xong xuôi lại dặn dò Dương Nghi rằng sau khi chết không được làm đám tang, mà chỉ làm một bàn thờ lớn, để thi thể của ông ngồi ở trên, trong miệng thì ngậm 7 hạt gạo, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng. Như vậy thì sao tướng tinh mới không rơi xuống, âm hồn của ông tự khắc cũng nhấc lên được. Tư Mã Ý thấy sao tướng tinh không xa, tất nhiên là sẽ không dám khinh cử vọng động. Quân ta mới thể âm thầm từng nhóm chậm rãi rút lui. Gia Cát Lượng quả thật là một con người vì sự nghiệp, đến gần chết rồi nhưng vẫn lo việc chinh chiến. Các tướng trung thành của Gia Cát Lượng là Dương Nghĩa, Khương Duy theo sự sắp xếp của ông. Sau khi Lượng chết không phát tang ngay mà chỉnh đốn binh mã, rút quân về Hán Trung thật là thần tốc, nhưng vẫn phải trật tự, không để cho quân Tư Mã Ý phát hiện. Nhưng mà không ngoài dự liệu Khổng Minh, Tư Mã Ý quan sát thiên văn thấy có một ngôi sao lớn màu đỏ, tia sáng tỏa ra bốn phía có góc, từ phía đông bắc chạy về hướng tây nam, sau đó đến thẳng Thục Doanh. Ba lần xa xuống lại ba lần vụt lên, tiếng chuyển ầm ầm. Tư Mã Ý vui mừng la lớn: Khổng Minh chết rồi! Lập tức truyền lệnh khởi binh đuổi đánh. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa trại lại nổi tâm đa nghi mắc mưu Khổng Minh, vì ông có tài phù phép, có thể sai khiến thần Lục Đinh Lục Giáp. Nay thấy không ra đánh, cho nên làm ra thuật này để dụ. Nghĩ thế rồi Tư Mã Ý quay ngựa trở vào, không đi nữa, chỉ sai Hạ Bá Hầu dẫn vay cho quân binh âm thầm đến Gò Ngũ Trượng để do thám tình hình. Nhìn sao mà đoán được thế sự, thì quả là tại hạ bái phục các vị luôn. Đến nay đời sống hiện đại rồi, chúng ta cũng khó mà sánh kịp với các vị thời xưa. Thế rồi sau khi có tin báo về, quân Thục đều đã rút binh, Tư Mã Ý lập tức xua quân đuổi theo, quyết một phen tiêu diệt quân của Gia Cát Lượng. Dương Nghĩa ra lệnh cho binh lính giải đinh sắt trên đường rút quân để cản trở quân địch. Tư Mã Ý cũng không phải tay vừa, ra lệnh cho hơn 2.000 binh sĩ đi những đôi giày có đế làm bằng gỗ mềm chạy trước đoàn quân, khiến đinh sắt do quân Thục giải trên đường găm hết vào đế giày. Quân đội Ngụy cứ theo đoàn quân giày gỗ này thuận lợi truy đuổi quân Thục. Tuy nhiên là khi quân Ngụy đuổi tới gần, quân Thục đột nhiên dựng cờ gõ trống, giống như chuẩn bị phản kích quân Ngụy. Quân Tư Mã Ý thấy như vậy không dám truy đuổi nữa. Quân Thục nhờ vậy mà an toàn rút về Hán Trung. Vì sao một người thông minh như Tư Mã Ý khi đó lại không dám truy đuổi quân Thục? Nguyên nhân là vì trước khi chết, dự liệu rằng khi quân Thục rút lui, Tư Mã Ý tất sẽ đuổi theo. Vì vậy Gia Cát Lượng đã cho người đẽo bức tượng của mình rồi đặt lên xe. Đến khi quân của Tư Mã Ý đuổi theo đến gần thì đẩy xe bức tượng của mình lên phía trước. Tư Mã Ý vốn nghe phong phanh Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết, vì thế quân Thục mới rút quân. Nay khi đuổi sát tới nơi, lại thấy Gia Cát Lượng vẫn điềm nhiên ngồi trước xe, trước ba quân, khiến cho Ngụy quân kinh hoàng, hồn bay phách tán, buông bỏ vũ khí mà chạy. Tư Mã Ý cũng sợ hãi bỏ chạy hơn 50 dặm mới bàng hoàng hỏi thủ hạ của mình: Đầu của ta còn hay không? Ôi các ông toàn lừa nhau thế này cũng giỏi thật. Khổng Minh đến chết rồi vẫn lừa được Tư Mã Ý thì quả đúng là đỉnh của chóp. Trận chiến này sau đó trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau này trong dân gian lưu truyền câu nói, về sau đã trở thành tục ngữ phương ngôn: Từ Gia Cát năng tẩu sinh Trọng Đạt, nghĩa là Gia Cát chết rồi vẫn đuổi được Trọng Đạt sống. Và video vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay đến đây thì cũng là kết thúc rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và nhớ là subscribe tại kênh channel ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em.